Hello, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Nay mình lại tiếp tục chơi cái phiên bản tung của phiên bản siêu khó đấy. Ở màn 1.3. Ba bạn nhìn thấy màn 1.3 chưa? Ở game này 1.3 đã phải leo lên nóc nhà rồi đấy. Không đơn giản đâu nhá. Game này là một game nó khó lắm nhé. Nhưng mà đổi lại thì các cái súng của mình nó cũng mạnh hơn rất nhiều. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy Ngô bắn chưa? Mới đầu thì dễ thôi nhá. Khúc đầu này thôi nhá, tí nữa là khó rồi. Và phía dưới thì mình sẽ trồng các loại súng cẩu. Súng cẩu. Đây có nước này, quên mất có một vũng nước ở đằng trước này này. Mình không để ý mang theo cái cây gì để trồng dưới nước ấy.